thể monkey. Nó kêu đây là monkey. Nó kêu cùng học qua chủ đề của những con vật, nhưng mà con vật cũng là gia đình, bố mẹ, anh chị em thôi. Đây là con mèo, tiếng Anh là cat, ta kêu meow meow. Nó hay là làm này à? Meow meow meow. Các bạn ơi, con mèo rất dễ thương đấy các bạn ạ. Đây chính là cat. Cat. Tiếp đi các bạn. Đây là elephant. Elephant. Tiếp nha các bạn. Elephant. Là con voi đấy các bạn ạ. À. Elephant. Nó kêu là tiếp các bạn. Đây là fish. Fish. Tiếp đằng sau. Fish. Fish. Có nghĩa là con cá là cái monkey, có nghĩa là con khỉ đấy các bạn này. Đây là con khỉ monkey. Nó kêu đây là monkey. Monkey. Đó. Nó kêu đây là slick. Slick. Nó sẽ nếu mà nó gặp người nó sẽ thả rắn ra, đấy là con rắn hổ mang đấy các bạn ạ. Sờ vào người nó thức độc hại và mình sẽ bị chết đấy. Nó hay quấn trên cây nên là người ta đọc nó là slick. Slick. Đây là slick. Slick. Các bạn thấy con rắn đấy độc hại như nào chưa? Đây là rabbit. Rabbit. Con thỏ rất dễ thương, con thỏ nó kêu nó sẽ hay ăn cỏ. Đây, đằng sau nó sẽ là rabbit. Rabbit. Đây là tiger. Tiger là con hổ đấy các bạn, nó kêu con rất độc hại, nó sẽ ăn thịt mình đấy. Các bạn biết chủ đề của con vật như nào chưa? Các bạn ạ, học lại con vật với mình nha. Đây là tiger, rabbit, slick, monkey, fish, elephant, cat. Các bạn thấy chủ đề con vật tốt cho người như nào và độc cho người như nào chưa? Hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Không để đăng ký kênh của Susie Kids nhé.